Quý vị đang đến với bản tin của kênh tin tức mới 365. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý như sau. Tin cực nóng, Tô Lâm lệnh bắt khẩn cấp một thứ trưởng ngay giữa quốc tang Bác Trọng. Kính thưa quý vị, bắt thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường lập công dâng Bác Trọng. Ngày 22 tháng 7, 3 ngày sau khi Bác Trọng qua đời, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã bắt giữ ông Nguyễn Linh Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng 3 quan chức khác trong Bộ. Họ bị khởi tố vì vi phạm quy định về khai thác và quản lý tài nguyên, gây thất thoát lớn cho nhà nước. Việt Nam sở hữu trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai thế giới, một tài nguyên quý giá cho ngành công nghiệp hiện đại. Những quan chức tham nhũng đã lợi dụng vị trí của mình để trục lợi cá nhân, làm thất thoát tài nguyên quốc gia. Dù Bác Trọng đã mất, công cuộc chống tham nhũng vẫn tiếp tục mạnh mẽ. Liệu còn ai đứng sau vụ việc này? Hãy cùng theo dõi diễn biến tiếp theo. Ngày 22 tháng 7, Cơ quan Điều tra Bộ Công an đã bắt giữ Nguyễn Linh Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, cùng 3 quan chức khác do vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Các bị can khác gồm Nguyễn Văn Thuấn, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, Hoàng Văn Khoa, nguyên Vụ trưởng Vụ khoáng sản và Hồ Đức Hợp, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái. Trước đó, vào tháng 10 năm 2023, vụ án vi phạm về thăm dò, khai thác tài nguyên và kế toán tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Dương đã bị khởi tố. Đoàn Văn Huấn và Nguyễn Văn Chính bị bắt vì khai thác và tiêu thụ trái phép quặng đất hiếm và quặng sắt, hưởng lợi bất chính 632 tỷ đồng và trốn thuế hơn 7,5 tỷ đồng. Cuộc điều tra tiếp tục với nhiều đối tượng khác bị khởi tố vì liên quan đến vụ án. Nguyễn Anh Sơn, Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Thương mại Sơn Anh Phú Thọ, bị bắt vì xuất khẩu trái phép đất hiếm trị giá 7,85 tỷ đồng sang Trung Quốc. Đoàn Nam, trưởng phòng vật tư Công ty Cổ phần Thép Hòa Phát Hải Dương, và Đỗ Khánh Toàn, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hợp Thành Phát, bị khởi tố vì giúp Đặng Trần Trí vi phạm quy định kế toán, gây thiệt hại hơn 8,7 tỷ đồng tiền thuế. Nguyễn Linh Ngọc, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, bị khiển trách vì buông lỏng lãnh đạo, thiếu kiểm tra, dẫn đến nhiều vi phạm trong cấp phép khai thác tài nguyên, gây thất thoát nghiêm trọng. Dù đã nghỉ hưu, ông Ngọc vẫn bị điều tra để xử lý các sai phạm, chứng tỏ không ai được hạ cánh an toàn nếu vi phạm pháp luật. Dù đã về hưu, cán bộ công chức vẫn bị xử lý kỷ luật nếu có sai phạm. Ông Nguyễn Linh Ngọc đã gây thiệt hại nghiêm trọng trong ngành khai thác khoáng sản, đặc biệt là đất hiếm. Đất hiếm có giá trị kinh tế cao, dễ bị lợi dụng cho tham nhũng qua các quy trình cấp phép và giám sát phức tạp. Khai thác đất hiếm ở Việt Nam gặp nhiều thách thức về kỹ thuật và môi trường, ảnh hưởng sức khỏe người dân. Trong khi đó, Trung Quốc đang dẫn đầu trong lĩnh vực này. Trung Quốc hiện chiếm ưu thế trong khai thác đất hiếm, với sản lượng 95.000 tấn vào năm 2004. Đất hiếm gồm 17 nguyên tố, quan trọng trong nhiều ngành công nghiệp như y tế, công nghệ và quốc phòng. Việt Nam sở hữu 22 triệu tấn, đứng thứ hai thế giới, nhưng khai thác và chế biến còn hạn chế, chủ yếu xuất khẩu thô. Mặc dù có tiềm năng lớn, công nghệ khai thác chưa đủ để chế biến thành phẩm, gây khó khăn trong việc phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Chính phủ đã có nhiều chính sách thúc đẩy ngành công nghiệp này. Nhưng việc khai thác và chế biến đất hiếm vẫn không mang lại hiệu quả kinh tế cao, đồng thời gây ô nhiễm môi trường. Những kẻ tham nhũng lợi dụng kê khai sản lượng đất hiếm không chỉ gây thất thoát ngân sách mà còn hủy hoại môi trường. Hành vi này cần xử lý nghiêm, nhất là khi đất nước đang thiếu lãnh đạo. Tuy nhiên, cuộc chiến chống tham nhũng vẫn tiếp tục. Dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, trong hơn 10 năm qua, công cuộc chống tham nhũng đã đạt được nhiều kết quả khả quan. Năm 2023, hơn 4.500 vụ án tham nhũng đã được khởi tố, tăng 46% so với năm trước. Điều này thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước trong cuộc chiến này. Việc phát hiện và xử lý nhiều vụ án tham nhũng không chỉ để trừng phạt mà còn là bài học cảnh tỉnh và giáo dục. Cuộc đấu tranh khó khăn này đang nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ xã hội, tạo niềm tin
vào hệ thống chính trị và quyết tâm làm trong sạch bộ máy của Đảng và Nhà nước. Đảng và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã kiên định nhận thức rõ những thách thức trong công cuộc chống tham nhũng. Dù ông không còn, nhưng cuộc chiến vẫn sẽ tiếp tục. Nhiều vụ án lớn gần đây đã phơi bày những chiêu trò biến đất công thành đất tư, như vụ Quốc Cường Gia Lai, và những ông lớn đứng sau cũng sẽ bị đưa ra ánh sáng. Trong phiên xét xử Trịnh Văn Quyết và các quan chức tiếp tay cho ông ta, hàng loạt cán bộ huyện Núi Thành, Quảng Nam đã bị khởi tố vì vi phạm quy định cấp sổ đỏ gây thiệt hại cho nhà nước. Những vụ án này chứng tỏ Việt Nam đang đi đúng hướng trong cuộc chiến chống tham nhũng mà Bác Trọng định hình. Niềm tin của Đảng và dân vào Bác sẽ tiếp tục được kế thừa và phát huy, giúp ngọn lửa đốt lò luôn cháy sáng. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Hãy bày tỏ ý kiến của bạn trong phần bình luận nhé. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra tay quyết liệt, diệt sạch tham quan. Kính thưa quý vị, trợ lý Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cung cấp thông tin quan trọng. Dù vụ án Thuận An đã kết thúc từ lâu, hậu quả nghiêm trọng của nó vẫn còn. Tuy nhiên, nhiều người cảm thấy an tâm khi Đảng và Nhà nước đã nhanh chóng điều tra và bắt giữ những kẻ chủ mưu. Ngày 4 tháng 5, tại buổi họp báo chính phủ thường kỳ, Trung tướng Tô Ân Sô, phát ngôn viên Bộ Công an, thông báo cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam nhiều bị can. Trong đó có nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang Dương Văn Thái vì lợi dụng chức vụ quyền hạn. Từ tháng 12 năm 2014 đến tháng 12 năm 2023, tập đoàn Thuận An tham gia 58 gói thầu trị giá trên 23.000 tỷ đồng. Trong năm 2022 và 2023, tập đoàn này trúng thầu nhiều gói trị giá 188.000 tỷ đồng, gồm các dự án thuộc chương trình phục hồi kinh tế sau COVID-19. Các bị can như Nguyễn Duy Hưng, Phạm Thái Hà và Dương Văn Thái đã khai báo thành khẩn, làm rõ vụ án và một số đã chủ động khắc phục hậu quả. Bộ Công an khuyến khích những ai có liên quan trung thực báo cáo hoặc đầu thú để hưởng khoan hồng. Trước đó, vào ngày 15 tháng 4, cơ quan điều tra đã khởi tố 6 bị can, bao gồm 3 chủ tịch tập đoàn Thuận An. Nguyễn Duy Hưng, cùng Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc tập đoàn Thuận An, cùng 3 lãnh đạo quản lý dự án công trình giao thông nông nghiệp tỉnh Bắc Giang đã bị khởi tố. Ngày 21 tháng 4, ông Phạm Thái Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội bị bắt và khám xét vì lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi. Ngày 1 tháng 5, Quốc hội thông báo khởi tố, bắt tạm giam ông Dương Văn Thái, đại biểu Quốc hội khóa 15 và đình chỉ quyền hạn của ông này. Nghị quyết miễn nhiệm ông Huệ khỏi chức vụ Chủ tịch Quốc hội và đại biểu Quốc hội khóa 15 đã được thông qua vào ngày 2 tháng 5. Do trách nhiệm liên quan đến vụ án, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã đồng ý cho ông Vương Đình Huệ thôi giữ các chức vụ quan trọng do vi phạm quy định. Đảng viên, đặc biệt là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư và Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định và pháp luật của Đảng và Nhà nước. Vi phạm của ông Vương Đình Huệ đã gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của Đảng và Nhà nước. Nhận thức rõ trách nhiệm, ông Huệ đã xin từ chức và nghỉ công tác. Dù mất đi một nhà lãnh đạo tài năng, điều này chứng minh sự nghiêm minh trong công cuộc phòng chống tham nhũng, không có vùng cấm cho những kẻ vi phạm. Trong gần 40 năm lãnh đạo đổi mới đất nước, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kiên trì tự đổi mới, nâng cao trí tuệ và năng lực cầm quyền, không ngừng xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, phòng chống tham nhũng và tiêu cực trong công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng và xuyên suốt của Đảng. Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ tư khóa 11 chỉ rõ một bộ phận cán bộ đảng viên, bao gồm một số cán bộ cao cấp đã suy thoái về tư tưởng đạo đức lối sống và có các biểu hiện như chủ nghĩa cá nhân, tham nhũng lãng phí. Nghị quyết Trung ương lần thứ tư khóa 12 tiếp tục khẳng định tình trạng suy thoái, tham nhũng và tiêu cực vẫn nghiêm trọng, đặc biệt là ở những đảng viên có chức vụ trong bộ máy nhà nước, đe dọa sự tồn vong của Đảng và chế độ. Trước yêu cầu thực tiễn của nhiệm kỳ Đại hội thứ 12, Bộ Chính trị ban hành quy định số 205 ngày 23 tháng 9 năm 2019 về kiểm soát quyền lực và chống chạy chức chạy quyền. Đây là lần đầu tiên công tác cán bộ được coi là lĩnh vực quyền lực cần kiểm soát và các hành vi tham nhũng được xác định rõ ràng. Quy định này tập trung vào 3 nhóm hành vi chính. 1.
lợi dụng chức vụ quyền hạn để tác động hoặc thao túng công tác cán bộ. 2. Chạy chức, chạy quyền qua hối lộ hoặc quà cáp. 3. Các hành vi tiêu cực khác như nhũng nhiễu hoặc làm mất hồ sơ cán bộ. Ngày 11 tháng 7 năm 2023, Bộ Chính trị ban hành quy định số 114 mở rộng quy định này nhằm tăng cường kiểm soát và phòng chống tham nhũng trong công tác cán bộ. Quy định số 114 đánh dấu một bước tiến mới, toàn diện hơn trong chỉ đạo của Đảng về phòng chống tham nhũng và tiêu cực trong công tác cán bộ, trong khi quy định số 205 đã dần khắc phục tình trạng lạm quyền và thao túng. Quy định số 114 cụ thể hóa các hành vi vi phạm, giúp nhận diện và xử lý hiệu quả hơn. Điều này phản ánh quyết tâm cao của Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư trong đấu tranh chống tham nhũng và tiêu cực. Đảng đã gắn kiểm soát quyền lực với công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, đặc biệt là trong nhiệm kỳ Đại hội 12 và 13. Nghị quyết Đại hội 13 yêu cầu tăng cường minh bạch, trách nhiệm giải trình, kiểm soát quyền lực và kỷ luật trong hoạt động của nhà nước và cán bộ. Đảng nhấn mạnh việc xây dựng cơ chế phòng ngừa và răn đe để ngăn chặn tham nhũng, lãng phí và tiêu cực, đặc biệt trong công tác cán bộ. Các biện pháp bao gồm kiểm soát kê khai tài sản, bổ sung quy chế và quy định để nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng và lãng phí. Về công tác cán bộ, các quy định của nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị xã hội phải đồng bộ với quy định của Đảng và thực tế dựa trên nghị quyết Trung ương và các kết luận quan trọng. Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã ban hành nhiều văn bản cụ thể như quy định số 55, 89, 90 và 214 cùng các kết luận về tiêu chuẩn chức danh, luân chuyển cán bộ và tinh giản biên chế. Các văn bản này đảm bảo thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện và trực tiếp. Công tác cán bộ phải tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai và minh bạch để đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Nghị quyết Đại hội 13 yêu cầu hoàn thiện thể chế, tiêu chuẩn và cơ chế quản lý cán bộ, thực hiện kiểm soát quyền lực, chống chạy chức và xử lý nghiêm vi phạm, kể cả khi cán bộ đã nghỉ hưu. Đảng đã ban hành nhiều quy định quan trọng để kiểm soát quyền lực và nâng cao lòng tự trọng như quy định số 22 về kiểm tra, quy định số 24 về điều lệ Đảng và các kết luận về xây dựng Đảng. Những quy định này nhằm đảm bảo công tác cán bộ dân chủ, công khai và minh bạch, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo có phẩm chất và năng lực phù hợp. Đảng yêu cầu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ đảng viên. Đặc biệt cần ngăn chặn và đẩy lùi tham nhũng lãng phí, giữ ổn định chính trị và phát triển kinh tế xã hội. Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 7 khóa 12, Đảng đã ban hành nghị quyết số 27, nhấn mạnh việc xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất và năng lực, đồng thời ngăn chặn hiệu quả tiêu cực và tham nhũng trong công tác cán bộ. Cán bộ làm công tác phòng chống tham nhũng phải có bản lĩnh, liêm chính, trung thực và dũng khí để bảo vệ cái đúng, đấu tranh với cái sai, đồng thời không chịu tác động không lành mạnh và phải giữ kỷ cương, kỷ luật. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải kiên quyết chống tham nhũng và tiêu cực, bảo vệ sự trong sáng và công tâm trong công tác cán bộ. Trong năm 2023, Đảng đã kỷ luật 2.740 tổ chức Đảng và hơn 167.000 đảng viên. Trong đó có 170 cán bộ trung ương, bao gồm 4 ủy viên Bộ Chính trị và 50 sĩ quan cấp tướng, cấp ủy và ủy ban kiểm tra đã xử lý 606 tổ chức Đảng và 24.012 đảng viên. Với 459 người vì tham nhũng và 8.863 người vì suy thoái tư tưởng. Hơn 360 cán bộ đã bị miễn nhiệm hoặc điều chuyển, trong đó có 92 cán bộ tỉnh ủy và thành ủy. Đến nay, đã có 105 cán bộ trung ương bị kỷ luật, bao gồm 22 ủy viên trung ương. Đảng tiếp tục siết chặt kỷ luật, kiểm tra và giám sát nghiêm ngặt, không có vùng cấm, xử lý nghiêm các sai phạm trong công tác cán bộ. Lãnh đạo và quản lý cần xem xét trách nhiệm và điều chuyển công tác đối với các cán bộ có phản ánh về việc lạm dụng chức vụ và tiêu cực. Đồng thời, cần ghi nhận và khen thưởng kịp thời những trường hợp phát hiện và ngăn chặn hành vi lạm quyền. Đảng tiếp tục quyết tâm cao trong việc phòng chống tham nhũng tiêu cực, đặc biệt là trong công tác cán bộ.
với mục tiêu xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch và vững mạnh. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, để đảm bảo sự vững chắc trong công tác cán bộ, cần sự quyết tâm cao và sự vào cuộc đồng bộ của toàn bộ hệ thống chính trị. Gần đây, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xử lý kỷ luật nghiêm khắc đối với các cán bộ tỉnh An Giang vì vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc. Các hình thức kỷ luật bao gồm cảnh cáo và khiển trách đối với nhiều cán bộ chủ chốt do buông lỏng lãnh đạo và vi phạm quy định trong quản lý tài nguyên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng đề nghị xem xét kỷ luật đối với các tổ chức đảng có liên quan. Ngày 23 tháng 12 năm 2023, ông Nguyễn Thanh Bình, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang bị khởi tố và bắt tạm giam về tội lợi dụng chức vụ can thiệp trái phép cấp phép khai thác cát cho công ty Trung Hậu tổng 68. Cùng ngày, Phùng Mỹ Luông bị khởi tố về khai thác trái phép và Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang bị khởi tố về tội nhận hối lộ từ công ty này. Các vụ việc này thể hiện quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong công cuộc chống tham nhũng với các hình thức xử lý nghiêm khắc. Các cán bộ huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến vụ án tại Trung tâm Ứng dụng Khoa học Kỹ thuật và Bảo vệ Cây trồng và Vật nuôi đã bị khởi tố. Đặc biệt, một bí thư đảng ủy huyện cũng bị liên quan. Ngày 17 tháng 10 năm 2023, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án hình sự về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Liên quan đến 8 bị can, trong số các bị can có Giám đốc Trung tâm Phan Xuân Phượng, kế toán Lê Thị Hoa và nhiều cán bộ xã, cũng như các lãnh đạo xã và thị trấn trên địa bàn huyện Can Lộc. Hiện Ban Thường vụ Huyện ủy đã kỷ luật và cách chức các cá nhân vi phạm để phục vụ điều tra. Vụ án nhấn mạnh sự cấp bách trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực nhằm bảo vệ sự phát triển của đất nước và uy tín của Đảng và Nhà nước. Hãy cho kênh một nút like, chia sẻ video và đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.